Rồi, hello các bạn nha. Thì bữa nay mình sẽ trực tiếp kiểm tra nghiệm thu chiếc xe Future X. Xe này là xe phiên bản bình xăng con, nhưng mà mình đi cái form ở đây là cái form FI. Màu áo là màu trắng xám bạc nha các bạn. Đó. Thì cái phong cách này thì là một cái phong cách khá là đơn giản. Chỉ có một số cái điểm nhấn để cho chiếc xe mình nó có cái sức hút. Với lại cái tính ổn định của nó, giống như mình đi thêm những cái vị trí giống như đèn led nè ha, đèn đờ mi. Con xe này thì thân bán về cho anh khách ở Quảng Nam các bạn. Chiếc xe này thì thân nhận cọc được tới bữa nay là 2 tuần rồi. Chiếc xe này thì thân đã kiểm tra cũng được 3 ngày nay, kiểm tra test xe đồ các thứ các bạn. Thì ngày hôm nay là cái ngày mà thân nghiệm thu hoàn thiện cho anh khách và sẽ bắt đầu bữa nay thân gửi cho ngoại luôn. Thì thường thường một cái đoạn đường mà từ Cần Thơ ra tới Quảng Nam á, thân hay chọn cái nhà xe là chắc có thể là gửi nhà xe Nhất Tín á, tại em đó nó đóng gói nó kỹ, thì nó biết xe của thân là xe dọn full mới á. Mấy anh em bên Nhất Tín anh em cũng kỹ, bữa giờ thân gửi cũng mấy chiếc, bữa gửi chiếc Nha Trang cũng là gửi bên Nhất Tín luôn anh em. Con xe này thì thân dọn với một cái bộ nâng cấp giống như những cái phiên bản FI ấy mày. Nhưng mà cái giá xe thì con này thì thân bán rất là dễ chơi. Chiếc xe này thân đang bán là giá 42 triệu cho anh khách thôi. Đó. Còn lại dàn chân thì thân vẫn giữ cái phong cách zin giống như là đi sử dụng là niền goxy, vỏ IGC ha. Tùy theo các bạn mình muốn cái phong cách nào thì mình đi phong cách đó thôi. Nhưng mà thân ngay từ lúc mà thân dọn cái dòng xe Full X này thì thân hướng đến một cái phiên bản zin. Tại vì mình muốn giữ cái nét đẹp của chiếc Full X các bạn. Tại vì chiếc Full X nó rất là đẹp. Đường cong nước bước của nó rất là sắc sảo luôn. Đó, thì cái chiếc xe này thì thân cũng có một số món đồ để tặng cho khách. Sau khi mà thân bàn giao cho khách thì thân sẽ tặng thêm một cái bộ xi nhan cam. Tại vì do anh khách ảnh ở xa thành ra là thân sẽ tặng một số món. Mấy cái món đó là có thể ở ngoài đó nó sẽ không có bán sẵn như bạn, thành ra là thân sẽ tặng. Rồi chụp bảo vệ lốc. Chụp bảo vệ lốc này thì nó giúp bảo vệ cái nước sơn lốc. Nhưng mà anh em lưu ý nha, khi mình gắn cái chụp bảo vệ lốc á, anh em đừng có để cái chìa khóa anh em chợt tay, tại vì chợt tay rất là để dễ bị chạy lốc ha. Thành thành ra là cái đó nó sẽ sai cái tác dụng của cái bảo vệ lốc. Mình để gắn cái bảo vệ để bảo vệ lốc thì rốt cuộc gắn bảo vệ xong phải chạy lốc luôn, bởi vì nó sai cái công dụng. Rồi tiếp theo thì phần bên trong sườn lốc gấp phuộc thì thân làm rất là chuẩn chỉ các bạn. Tại vì thân làm là cục máy thân để trên cái bàn nang riêng, cái sườn để trên bàn nang riêng anh em. Bởi vì thành ra là khi mà mình dọn lên đó mình gáp thành một thành phẩm, mỗi một chi tiết nó đều có một cái vẻ đẹp của nó anh em. Nãy đầu clip thì anh em cũng có xem cái bộ đèn trước rồi ha, thì thân cũng sẽ quay lại cho anh em xem tổng quan cái nữa. Đây phía trước thì thân có đi một cái bộ đờ mi như thế này. Bộ đờ mi này thì ban ngày các bạn nó sẽ không sáng bằng buổi tối thôi nha. Buổi tối anh em thấy rất là đẹp. Bộ đờ mi này thì thang gắn một cái bóng đèn led led bi trong đây. Nó mi mi viền mắt nó sẽ bung một cái viền xanh như thế này, tạo cho cái cảm giác á, mình giống như mấy chiếc xe mà đời mới anh em ha, phiên bản giống như mấy xe đời mới chứ không phải là đời cũ. Tại đúng phiên bản zin trong này là cái đèn nó chỉ là đèn màu vàng thôi anh em ha, còn trên này là đèn cũng bóng là bóng halogen luôn nha. Thân nâng cấp lên một cái chó đèn pha Zibac 2 tầng ha. Chính hãng của nhà Zibac luôn nha anh em. Để cho cái tính ổn định nó cao, chứ còn mình gắn mấy cái đồ mà chợ mấy đồ loại 1, loại 2 giờ cái chất lượng nó sẽ không ổn ha. Rồi phía dưới thì con thằng cũng có nhắn nhá một số điểm nha. Một cái con heo thì đi con heo green ha, sơn lại đúng màu nguyên bản luôn, và một cái đĩa H2C ha. Để những cái phần nào nó có cái điểm nhắn thì thằng nhắn nhá cho anh em. Rồi thôi thì clip cũng đến đây, thằng sẽ chụp một bộ ảnh để gửi đến khách. Anh em nào thấy xe này đẹp ha thì nhớ cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký nha. Thân cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Đặc biệt nha, những cái chiếc xe này với chương trình như cũ nha, các bạn mua xe trước Tết đều sẽ được tặng một gói phủ ceramic ha. Thân sẽ phủ bóng chiếc xe này trước khi đi giao xe ha. Có thể là tối nay hoặc là ngày mai chiếc xe này lên đường. Anh em cũng xin cảm ơn anh trai nha. Anh trai đã tin tưởng ủng hộ cửa hàng mình chiếc xe. Chế độ bảo hành thì cũng như vậy các bạn, mình cũng sẽ dẫn bảo hành cho khách 1 năm. Bất kỳ một cái món phụ tùng trên chiếc xe nó gặp trục trặc trong quá trình sử dụng hay cần thay thế linh kiện, thân sẽ bảo hành cho anh em trọn đời ha. Anh em nào có nhu cầu mua thì có thể liên hệ số điện thoại của thân 0345678145. Rồi thân cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Rồi thân chào cả nhà.